anh em. Thì hôm nay nhân dịp mình rảnh, mình sẽ đi vô một bộ đề can đẹp để mình vô cho hai con xe để mình đi trưng. Trưng bày ở đây là sẽ là con vít 1000. Thì cái con này là sau này mình sẽ bán, tại vì bây giờ là mình cho bạn mình, bạn thân của mình là muốn trưng con này. Đó, bạn thân của mình là muốn trưng con này nên mình sẽ để lại bạn thân mình. Còn con này thì mình sẽ dẫn vô bộ tem và mình trưng vài bữa chơi. Mình có bán nha, xe này là anh em, xe này là 6000 cây còn bảo hành hãng luôn, xe 220 rồi ba. Đó, rồi dán xong rồi mình sẽ cho anh em coi, quay vòng đây, quay vòng cho anh em coi. Rồi bây giờ mình sẽ vô nguyên một bộ đề can cho hai con xe này cho đẹp. Chỗ dán rồi, đây con vít 1000 của mình đó, chuẩn bị lên tem nha, chuẩn bị lên một cái bộ tem. Nói chung là lên rồi chân cho cháu đẹp đẹp á, lên cho nó vui thôi, có cái clip để cho anh em xem vui, lâu ngày xem cho nó vui đó, chứ không có gì đâu ha. Con này vài bữa là sẽ là mình chân xong rồi bạn mình sẽ lấy chân, bạn mình sẽ vô một số đồ chơi nhiều nữa, tại vì bạn mình nó thích màu này, nó thích màu này. Đó, và bây giờ dán cũng giữ lên cái form màu này luôn nha anh em nha, giữ lên cái form màu này. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái con R3 nữa, R3 220. Mình dán con này tại vì bởi vì xe này nó mới về anh em, nó mẫu mới á, thì mình cũng muốn trưng vài bữa cho anh em qua ngắm chơi. Thì mình cũng thiết kế bộ tem đẹp lắm, nói chung là lát nữa vô là anh em sẽ thấy. Đây quay gần đây con này coi. Thì con này là mẫu R3 220, là nó có phục upside down với cái đồng hồ điện tử. Thì chừng nào xong đi mình sẽ review cho anh em xem. Và con này á, mình có bán luôn, nhưng mà anh em mua thì anh em đợi nửa tháng nữa mình chân nha. Mình vô bộ đề canh có bán luôn, 110 triệu. Còn con kia thì không nha anh em nha. Bây giờ vô trong đi. Vô trong bình thường á, là mình dán á, mình đâu đeo khẩu trang nó thoải mái đúng không? Bây giờ đeo khẩu trang nó bị ngợp. Đi nắng rồi anh em nghĩ là mình chạy mô tô mình đi nắng á, mà mình còn bịt khẩu trang thôi, nó ngợp. Nói chung là kệ, cố gắng đi, Covid mà. Đây vô. Đây. Đó. Đây là cái mẫu tem của R3 220. Đó, thì mình làm này trước, còn với ngàn sau thì mình sẽ dựa trên cái mẫu Lamborghini nãy á. Nãy đâu? Cái mẫu Lamborghini đâu anh mở? Mẫu Lamborghini. Em quay gần vô cho mọi người cùng xem luôn. Đâu mà mình lựa nha. Cái chiếc hồi nãy. Chiếc này dựa trên cái form của chiếc nãy mình làm ra chiếc mình thôi. Hồi nãy mình mở đâu ta? Để đeo kính vô thấy cho nó rõ anh em. Nó sẽ dựa trên form này nhưng mà không phải màu này, cái màu của chiếc Lambo á anh em à. Nói chung là mình lên bộ tem mình phải tìm hiểu kỹ rồi mình làm phải cho ok, phải đẹp. Rồi mình trưng người ta mới ngắm rồi mới đã chứ. Hồi nãy nó nằm ở đâu? Hồi nãy mình hay mình copy về mà. Em chờ đợi xíu ha. Nãy mới mở lên là nó vô cái file nào. Nói chung cái màu nó đẹp lắm, mình thích lắm, mình nhìn vô mình thích, nhưng mà bây giờ mình phải thiết kế lại nữa. Nó không phải màu hồng đúng không? Cái màu đó gọi là màu gì á? Đó là màu tím. Đúng rồi, tím chứ màu hồng quá, màu hồng nó nhìn bóng xà beng lắm anh em à. Màu hồng nó nhìn bóng xà beng lắm, nó màu tím, cái này chỉ là cái còn gọi là một cái mẫu để mình tham khảo, để mình dán giống vậy nha. Dán giống vậy để cho nó đẹp á anh em. Đi mô tô nắng nè, anh em nhớ đi mô tô vừa nắng vừa nóng rồi. Bây giờ ở đây phải bịt khẩu trang nữa, nó ngợp
Nói chung mình phải cố gắng vì dịch bệnh. Nó na ná gì nè anh em, nó sẽ na ná gì nè đó. Nhưng mà hồi nãy con nãy đẹp hơn, con nãy đẹp hơn, con nãy đẹp hơn. Nó sẽ na ná gì nè đó, nó sẽ lên gì đó là mình sẽ lên giao luôn cặp luôn, nó như vậy luôn là nhìn nó đẹp lắm, ra ngoài chụp hình là bê bì đẹp. Nhưng mà mình sẽ thiết kế làm sao cho nó lên cái con đó nó nhìn nó đỉnh đỉnh ha, đúng không? Nó có chạy sọc này luôn đúng không? Có luôn, tất cả đều có hết nha. Rồi, ok. Cái này nó lạ nè, nó có lạ không ta? Tại lần đầu tiên anh thấy anh ưng luôn á. Lạ đó anh, mình làm nên con Z1000 phải không ạ? Đúng rồi, Z1000 là con này luôn. Dạ. Nó y chang gì, con này form giống gì nhưng mà nó là màu đó. Nó giống là những cái đường màu vàng. Đúng rồi, nó là màu đó. Rồi mình phải chạy luôn cái mâm cho nó đồng đều. Dạ. Đó, làm gì? Ok, thì bây giờ anh em bây giờ coi như vậy được rồi, thì bây giờ anh em mình phải đón chờ xem cái thành phẩm của mình đó, cố gắng. Và đây của nguyên một cái bên đề can, ekip bên đề can là những anh em dán và những anh em lên cái ý tưởng giùm mình đó, là cả một quá trình đó anh em, chứ không phải là dán đề can là ra là dán đâu. Ra là dán là đối với làm những cái mẫu có sẵn đúng không? Còn cái mẫu mấy anh em mình đang là tự thiết kế ra một cái mẫu, mà cái này là gọi là mình không phải đánh cắp ý tưởng, mà cái là mình dựa trên nó mình làm ra một cái xe mô tô mình, tại cái này là xe hơi, còn mình là làm từ mô tô đó, vậy đó. Nên nó quá trình nó dài lắm thôi. Bây giờ nếu như nuôi mất quá trình sau thì mình sẽ chèn vô cái clip ở dưới cho anh em xem rồi quá trình mấy anh em dán đồ này nọ kia khác á. Rồi ok ha. Rồi giờ hai anh em mình về tại vì khi mà thiết kế và cái dán nó sẽ mất mình vài ngày á anh em, à nó mất vài ngày. Bây giờ anh em mình bắt xe dịch vụ về, sao cảm giác đi mô tô về xong giờ không có mô tô nữa rồi, đi xe. Bữa nay là xe rất là an toàn nha anh em nha, do dịch đó là mình phải có cái ngăn cách nè để bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho anh tài xế nữa, rất là ok luôn anh em ha. Đó, rất là an toàn luôn đó, bảo vệ cho mọi người đó. Ok, lần đầu tiên anh đi luôn em. Lần đầu tiên anh đi cái này á, sau dịch á. Em cũng lần đầu tiên đúng không? Ok. Rồi, đóng chờ siêu phẩm nha, đóng chờ hai chiếc xe. Lần dán xe cực lắm, tốn rất là nhiều thời gian và công sức anh em ạ. Đặc biệt những con mô tô á, nó phải gọi là chi tiết nhiều á, khó khăn lắm. Khó lắm. Mà dán bậy bạ thì nó ok, ai dán cũng được hết á, nhưng mà dán mà để có bài bản thì dán nó cực một chút xíu á anh em. Đó, để đem tới một con xe cho anh em mà nó cũng không tốn rất là nhiều thời gian và công sức nè. Nó đã cập bến. Anh em thấy sao? Anh em thấy có BD không? Nói chung cái màu này là ban đêm là phản quang nha anh em nha. Chữ bờ bị bời mất rồi, thấy được chữ Minh ha. Minh góc này, góc này thấy chữ Minh Biker. Ok anh em, xe nào anh em ưng á thì anh em cứ inbox cho mình nha. Đó. Đề can, con này mình sẽ đặt cho nó là ZR3BD. R3BD, ok anh em chưa? Anh em thấy ngoài đường này cứ hú một tiếng nha, R3BD. Còn con Z1000 là đặt cái gì? Z1000 LGBT. Đây, Z1000 LGBT.
Hết ngàn LGBT nè, anh em thấy không? Đó. Vết chín ở dơ. Vết chín ở dơ. Màu đen anh em, màu đen Venon. Con nào cũng bịt khẩu trang phòng chống Covid anh em ơi. Bịt khẩu trang để phòng chống Covid. Rồi bye bye anh em ha. Xong rồi ha. Còn con su đầu dế nữa, bạn su đầu dế thì mình sẽ cho lên clip sau. Mình sẽ ghép vô luôn.